để cái tầm soát sớm ung thư gan có khó hay không thì tôi nghĩ rằng là câu câu trả lời là là có và không. Thì câu chuyện là thế nào bởi vì hiện tại trong thực hành lâm sàng của chúng tôi thì vẫn gặp thường xuyên nghĩa là gặp chủ yếu bệnh nhân ung thư gan ở cái giai đoạn uh, giai đoạn thường không phải là không khu là giai đoạn sớm, có nghĩa là giai đoạn trung gian hoặc là đa phần ở những giai đoạn muộn, nghĩa là những, những trường hợp mà bệnh nhân ở cái giai đoạn bắt, bắt đầu có triệu chứng thì đấy là một cái điều mà rất là chăn trở chúng tôi bởi vì khi bệnh nhân có phát hiện bị ung thư gan được phát hiện ở giai đoạn uh, giai đoạn uh, không còn sớm nữa thì cái tiên lượng uh, tiên lượng sống thì cũng không được tốt lắm thời gian sống thêm thì tùy thuộc giai đoạn nhưng lanh quanh cũng tầm khoảng độ vài hai ba năm tới năm năm uh, câu chuyện đặt ra là trong tất cả loại ung thư nói chung và ung thư gan nói riêng thì cái vấn đề về tầm soát sớm là một điều rất là quan trọng Và chúng ta biết rằng là ung thư thì đều nó diễn biến trong một, một cái nhiều giai đoạn khác nhau từ giai đoạn tiền ung thư, từ giai đoạn sớm, giai đoạn rất sớm, giai đoạn sớm, giai đoạn trung gian, giai đoạn muộn thì ung thư gan nếu mà chúng ta phát hiện ở giai đoạn giai đoạn rất, rất sớm hoặc giai đoạn sớm thì thì cái việc điều trị rất là dễ, dễ dàng, hiệu quả cao, thời gian sống thêm thường 5 đến 10 năm là chuyện bình thường. Thế thì câu chuyện để tầm soát sớm như thế nào thì về nguyên tắc thì chúng ta phải xác định cái đối tượng đối, đối tượng yếu tố nguy cơ cao, chẳng hạn như những, những trường hợp mà như phó giáo sư Thăng đã đã, đã chia sẻ những trường hợp mà có Uh, viêm gan mạn tính như viêm gan B, viêm gan C, một số trường hợp liên quan tới do rượu hoặc là một số yếu tố khác như nấm mốc thì uh, những trường hợp đó thì hoặc là những những trường hợp mà liên quan tới yếu tố gia đình thì chúng ta cần phải có chiến lược tầm soát theo dõi định kỳ thì để uh, với một cái phương pháp để tầm soát thì uh, đối với cộng đồng thì cũng rất là đơn giản uh, với các cái phương pháp kinh điển như chúng ta làm siêu âm gan mật rất là cẩn thận ở một cái trung tâm mà chuyên rất là chuyên sâu kèm theo đó là chúng ta làm một số các xét nghiệm sàng lọc cơ bản chẳng hạn như các chỉ số ung thư gan alpha p thì với việc làm định kỳ và có định kỳ và cẩn thận như thế thì chúng ta có thể phát hiện được tầm soát được rất được tỷ lượng ung thư gan giai đoạn rất sớm cũng rất là tốt rồi.